Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe. Hôm nay thì em mang đến cho các anh một cái sản phẩm. Cái sản phẩm đến từ nhãn hàng Zoro, vẫn là cái gam màu đồng và một cái vỏ màu đen quen thuộc của hãng Zoro, với cái mã hàng là Z5000 các anh nhé. Mã hàng thì em có để ở trên góc trái màn hình, chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng ấy, các anh vui lòng gọi đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm là mất thời gian của các anh rất là nhiều nhé. Các anh cũng có thể truy cập website ambe.vn để gõ vào ô tìm kiếm là Z5000 để các anh có thể xem hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau, cũng như là xem thông số kỹ thuật về cái sản phẩm này. Cái sản phẩm em đang cầm ở trên tay này thì có một cái hộp hai lớp các anh nhé, hộp hai lớp. Hãng Zoro thì thường sẽ có cái hộp hai lớp, lớp bên ngoài thì thường sẽ được làm bằng giấy cứng nhưng mà mềm các anh nhé, cứng nhưng mà không hẳn là cứng quá mà nó vẫn có độ mềm nhất định, nó giống như kiểu một tờ giấy A4 loại chất lượng cao ấy, đấy, kiểu như vậy. Thì đấy, rất là sang trọng luôn, hộp hai lớp như này cũng rất là thích hợp cho các anh mua làm quà tặng biểu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp luôn nhé. Đảm bảo đẹp và sang trọng và cũng như là độc đáo luôn. Hộp bên trong thì được làm bìa cứng, cũng vẫn cái gam màu là đen vàng như vậy thôi. Giả da rất là thích, cầm trên tay rất là thích, sờ rất là sướng luôn. Đấy. Hộp nắp âm dương này lịch sự và sang trọng. Ở bên này thì chúng ta nhìn thấy cái logo của hãng với cái dòng Zoro được dập nổi và cái phần hình hiệu của hãng. Đấy. Các anh có thể quan sát đây là một chiếc bật lửa Zoro, hàng mới về luôn. Đấy. Cái trên tay của em là cầm là màu vàng các anh nhé. Ngoài ra thì cái sản phẩm này còn một màu sắc khác, đó là màu bạc các anh ạ. Có hai màu. Đấy. Đây là chiếc bật lửa mới tinh em mới khui luôn này, màu vàng đồng bóng doanh nhân luôn các anh ơi. Các anh có thấy gì quen thuộc không ạ? Nó rất là giống với lại một chiếc bật lửa Zippo đúng không các anh? Rất là giống một chiếc Zippo luôn. Đây là vết dầu các anh nhé, đây là dầu của hãng đấy. Bóng doanh nhân và được chặt hai góc này, rất giống với một cái model của hãng Zippo luôn. Và em xin phép là không nhắc đến nữa, bởi vì là nhắc đến thì đã thành ra so sánh rồi. Nhưng mà thực sự là đây là có thể nói là một sự học hỏi. Dưới này chúng ta có một cái mộc đáy dập là Zoro. Đấy, brass có nghĩa là được làm bằng đồng. Đấy, các anh nhá. Hai mộc đáy luôn các anh ạ. Hai mộc đáy luôn. Đấy. Trên dưới đều giống nhau. Đấy, nhìn ở chỗ nào cũng giống nhau hết đấy. Có cái bản lề 5 chấu này, đều đóng tắp, mọi thứ rất là đẹp, cầm trên tay rất là chắc chắn. Tất nhiên là nó sẽ nặng hơn Zippo rất là nhiều các anh nhé, bởi vì nó dày hơn rất là nhiều. Đấy, anh nào mà không thích cái độ mỏng teng của Zippo thì mình có thể là dùng cái giày giày của hãng Zoro này cầm đầm tay hơn, thích hơn. Đấy. Còn mới quá nên em cầm nó toàn trượt ở trên tay thôi, nó trượt lắm, nó trơn. Đấy, màu gam màu rất đẹp. Đấy, bên trong rất là sạch sẽ luôn. Cái bánh xe hãng này cũng đã bắt đầu học hãng Zippo rất là nhiều cái bánh xe chéo này. Đấy. Bánh xe chéo kể cả sợi tim các anh nhé, sợi tim cũng bắt đầu học Zoro, học Zippo rất là nhiều luôn, cũng bắt đầu có sợi đồng ở bên trong để cố định đứng rất là chắc chắn. Học hỏi rất là cao cấp luôn các anh ạ, một phiên bản nâng cấp mới của hãng Zoro, một cái sự học hỏi cực kỳ cao. Tất nhiên là chưa thể nào mà cái độ hoàn thiện đấy, độ hoàn thiện về sản phẩm thì em đánh giá là chưa thể bằng Zippo được. Đúng, cũng đúng thôi, bởi vì giá thành của họ bằng một nửa của Zippo, thậm chí là nửa ít thôi ấy, bởi vì em nhớ không nhầm cái model này của hãng Zippo thì nó rơi vào khoảng 700 mấy đấy, còn cái hãng Zoro này thì có 300 mấy thôi thì phải. Em không nhớ chính xác bởi vì nhà em nhiều mẫu quá nên em không nhớ được. Nhưng mà để biết chính xác giá thì các anh có thể truy cập website ambe.vn nhé. Nhưng mà hãng đã học rất là nhiều, nâng cấp rất là nhiều so với trước đây luôn. Đấy, mọi chi tiết cũng khá là sắc sảo hơn, hoàn thiện cao cấp hơn này, rất là sạch sẽ. Những cái đinh tán này bắt đầu sạch sẽ rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì em vẫn nhìn thấy những cái điểm nó vẫn chưa thể nào bằng Zippo được, nó vẫn chưa thể nào mà tinh tế bằng Zippo được, chưa sạch bằng Zippo được. Đấy, chưa tinh xảo bằng Zippo được. Tất nhiên là cái cải tiến này thì rất là tốt rồi, so với giá thành của họ thì nó lại gọi là cực kỳ tốt. Em rút ra nhá. Đấy, cái phần này. Cái điểm yếu của cái ruột Zoro thì nó vẫn chưa được như Zippo, là bởi ở đây nó không có một cái thanh G hơi nổi lên để nó bám ruột hơn. Đấy. Đấy. Đằng sau này. Ở dưới này là mộc đáy, cách sử dụng thì tương tự như Zippo thôi. Còn các anh chưa biết cách sử dụng thì các anh có thể xem hướng dẫn sử dụng ở trên kênh YouTube Ambe yêu đồ đẹp nhé. Cách châm xăng thì cũng như vậy thôi. Nếu như mà các anh chưa biết cách sử dụng cũng như là chưa biết châm xăng thì các anh có thể gõ lên kênh YouTube Ambe yêu đồ đẹp là hướng dẫn châm xăng đủ cho bật lửa nhé.
Đấy. Phần sườn như buồng đốt búa cam này, tất cả mọi thứ buồng đốt 16 lỗ giúp cho các anh đi gió nhẹ nhé. À, gió to cũng được luôn đấy, bởi vì cái thiết kế này thì chịu đựng được cả gió to các anh ạ. Đấy, gió thổi không tắt luôn. Cái con này nó còn mới quá và tiếng kêu rất là to vang luôn, đanh. Tiếng kêu rất là đanh các anh nhỉ. Ui, bật một hồi mà em cảm giác là đinh nai luôn đấy. Đấy. Rất là trơn. Rất là thích luôn, bởi vì là nó còn mới nên em cầm ở trên tay nó cứ bị trượt trượt. Các anh dùng một thời gian thì nó sẽ bình thường lại thôi. Đấy. Rất đẹp. Ngoài ra thì với cái phần trơn như thế này, các anh có thể là khắc thông tin của mình, tên, số điện thoại hoặc là thông điệp mà muốn gửi tặng ai đó lên đây, hoặc là các anh cũng có thể khắc logo của mình lên đây. Đấy, rất là thích hợp luôn. Đấy, anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Bên em sẽ có bạn liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Để mà đặt hàng nhanh thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Các anh gọi cho bên em để bảo mật thông tin luôn các anh ạ. Đấy, xin cảm ơn các anh rất là nhiều.